Tôi nhận được comment của một số bạn hỏi ở trên kênh YouTube của mình là làm thế nào để có thể cắm chỉ đều hai bên trong cái khối văn bản mà không làm giãn rộng cái dòng ngắn mà bị ít chữ. Thì tôi sẽ làm cái video này để hướng dẫn cho các bạn cách lý giải và hướng dẫn cho các bạn cái cách làm sao để cho nó không bị cái tình trạng đó. Các bạn hãy nhìn ở trên trên màn hình thì chúng ta sẽ thấy ra gì ạ? Đây là cái hình ảnh để cho các bạn quan sát. Đây, căn đều hai bên và dòng dưới cùng nó ít chữ thì không bị giãn rộng ra. Thì cái lý do mà các bạn ấy hỏi là các bạn bị gặp trường hợp như thế này. Đây, các bạn ấy gặp phải trường hợp là lề trái và lề phải thì thẳng, nhưng cái dòng dưới cùng này rất ít chữ thôi thì nó bị căn đều hai phía, mà dòng này thì nó bị giãn, trông nó rất là khó đọc và trông rất khó chịu. Thế thì vấn đề là các bạn ấy bị rơi vào cái tình trạng mặc định là các bạn ấy bị rơi vào tình trạng mặc định là nó ở cái chế độ này, tức là force justify. Thế còn tại sao bị mặc định và mặc định gốc là nó như thế nào? Thế đây, mặc định gốc nó là thế này, mặc định gốc nó là năm. Đấy, các bạn để ý ở trên này thì nó sẽ có cái gạch chéo ở đây và nó chỉ có lề trái thẳng, còn lề phải thì nhô ra tụt vào thế này. Thế các bạn ấy muốn mà căn đều nhưng dòng dưới cùng, dòng ngắn mà không bị thò, không bị căng đều ra thì các bạn sẽ phải chọn cái chế độ là full justify. Thế và muốn cho cái chế độ như thế này nó trở thành mặc định thay cho cái chế độ mặc định là nó bị căng cái dòng dưới thì các bạn hãy làm như sau nhé. Có nghĩa là các bạn bấm chọn cái công cụ này. Đấy. Và chưa làm cái gì cả thì các bạn hãy mở cái này ra. Các bạn chọn cho tôi hoặc là chế độ nằm hoặc là chế độ justify như thế này. Thì khi mà các bạn kéo một cái ô văn bản và các bạn điền cái thông tin vào đây thì các bạn sẽ thấy rằng là cái nào ngắn nó vẫn giữ, cái nào dài thì nó căng đều ra. Đấy, cái thao tác thì nó cực kỳ đơn giản thế thôi. Thế còn trong cái trường hợp mà các bạn gặp phải cái tình trạng mà nó bị căng như thế thì các bạn có thể xử lý hai cách. Cách thứ nhất là như tôi vừa nói, có nghĩa là các bạn chọn cái khối văn bản, sau đó thì các bạn mở cái tùy chọn này ra, các bạn chọn lại cái chế độ từ force justify sang thành full justify như thế này. Hoặc nếu không, các bạn có thể làm cách thứ hai là các bạn sử dụng cái công cụ văn bản như thế này, các bạn đặt vào đây Ctrl A, chọn hết khối văn bản này và các bạn nhấn cái phím tắt là Ctrl G thì nó cũng sẽ đưa cho chúng ta về cái chế độ là full justify. Đây, cái phím tắt của nó rất là rõ. Nếu các bạn để ý thì các bạn có thể là thao tác rất là nhanh. Đấy, và cái phím tắt là Ctrl G. Đấy, thì với một cái thao tác rất là đơn giản như vậy thì các bạn có thể khắc phục được cái tình trạng là cái dòng dưới cùng nó ít chữ, nó không bị căng ra như là các bạn vẫn gặp nữa.